nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn miền Tây, mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú ngày mới thân tâm thật là an lạc và năng lượng đầy tích cực ạ. Và thưa anh Nang, hôm nay là em có duyên em quay lại nhà anh, mà tình cờ thì em gặp một cái cô đó, cổ bị bệnh bên tâm linh. Thì em không biết là cổ bị bệnh gì, thì em cũng nhờ cô chia sẻ giùm là cô bị bệnh gì nha cô. Dạ, để con gắn cái mic cho cô ạ, con mời cô. Dạ, con mời cô ạ. Với quý vị cũng thông cảm là cô này chia sẻ về bệnh tâm linh, nhưng mà thông cảm giùm không có thể quay cái hình ảnh của vị nữ này, thì cũng quý vị cũng thông cảm. Dạ. Rồi bây giờ là Nguyễn An, tôi xin hỏi chị cũng như bệnh gì mà chị đến nhà Nguyễn An tôi, cũng nhờ sự giúp đỡ về những bệnh của chị, cũng như chị xin chia sẻ lên để cho tôi và mọi người đều hiểu biết được cái bệnh của chị. Giờ rồi thì hôm nay tôi tới đây nhờ anh giúp cho tôi cũng trình bày, cũng như tôi có đi qua bên Hòa Hảo rồi tôi cúng vậy đó. Rồi ngồi gặp huynh ba lực rồi vậy đó, rồi thấy nói chuyện, thấy quay đồ rồi cũng nói chuyện lòng vòng cũng đông, cũng hỏi tới lui đó. Rồi cái đầu anh nói cái hoạt pháp này cũng hay quá đi. Rồi tôi cũng có tham. Rồi sau khi tôi về thì bắt đầu từ từ tôi thấy người tôi nó, tôi niệm Phật chân chính lắm, đi đứng tôi buông hết tất cả, tôi không còn, cũng như là con mình, tại vì đã cái đạo Phật giáo không phải là mình ác nghe, nhưng mà đã đi vô con đường tôi nguyện giải thoát thì buông hết. Tất nhiên là con cái mình với chồng con mình nghĩ là cái giả cái nợ cái nghiệp để gặp nhau để trả. Ví dụ như mình lo cho người đó cái bề mặt cái xã hội đầy đủ thôi, còn cái linh hồn mình là mình tự lo. Cho nên tôi quyết niệm Phật, đi đứng nằm ngồi tôi niệm, tôi công phu để mà tôi cứu cái linh hồn bản thân của tôi để tôi được về cha mẹ. Thì sao mà hồi đó chồng tôi chửi tôi cũng nhịn lắm, mà sao tự nhiên mấy tháng nay, từng 3-4 tháng nay hắn là tôi cự lại, giống tôi làm dữ lại nghe, mà tôi niệm Phật không còn chân chính, mà nó cứ chán dán tôi, nó không còn như bình thường rồi đó. Chứ ban đêm hắn tôi ngồi thiền hay bất cứ hắn là tôi niệm Phật hay cái gì là chân chính dữ dằn luôn. Còn tôi ra chợ bác nghe ai nói cái nết tôi cũng dữ lắm nghe, nhưng mà tôi đã buông bỏ rồi, tôi tập được mà, ai nói tôi cũng cười, ai sao nếu tôi bán được thì thôi rồi. Nhưng hồi đó mình bán đồ á, mà ai ngồi mà thấy mình bán được á, người ta bán như mình cũng tức, mà giờ cũng vẫn vui không tức luôn, ngồi đó. Mà từ ngày đó vợ người tôi nó thay đổi khác. Rồi bây giờ ngại nhiều, mà chừng suốt đã 20 ngày nay tháng là nó lao lư tôi, là miễn tôi chiều là nó mê tôi, là nó cứ bằng ngủ không chán dán, đi sáng ra chợ dọn đồ là chán dán, nó làm biến, nó không cúng mà nó không gì hết. Mà trong đầu tôi cứ kêu sao không niệm Bát Nhã, không niệm Bát Nhã. Cho nên rồi cái đầu tôi mới niệm Phật quyết tâm luôn, mà từ chỗ tôi niệm Phật là hôm nay tôi thấy con người tôi hơi tỉnh táo rồi. Rồi cho nên thấy huynh chị cho em vợ huynh hết bệnh rồi huynh nói đó, cho nên tôi tới đây để tìm huynh để giải cho tôi được hết, để tôi đi theo được Phật pháp đi đó. Còn nếu quý vị nào mà có ngang vậy thì cũng quay đầu như tôi đi, đặng niệm Phật chứ tôi chân chính lắm đó. Rồi bữa đó thì trước khi chị đến cái ngôi gia tôi thì chị cũng đã điện tôi đôi ba lần đúng không? Dạ. Rồi tôi cũng từng lên clip tôi nói nếu mà dính vào phần đó hoặc là đi xa ngã gì đó mà nên là lên tới mà cái ngôi thờ Đức Quỳnh Vũ Trụ á, ví dụ đạo hảo đi là đến ngôi thờ Đức Quỳnh Vũ Trụ mà sám hối với ngài là con đi lạc đường, nhưng mà tính ra thì chị thì cũng không nằm vào cái phần đó, tại vì những người mà bỏ mà đi theo á, còn này chị chỉ là mà trò chuyện thôi, mà chị cũng chưa có ấy, mà chị còn phải mà kiểu như là bị hoang mang, bị nã, bị vướng vào đúng không đó. Cho nên mà từ khi bữa đó mà chị điện tôi như vậy, nhưng mà thì tôi cũng trình bày nói chị mà muốn lên nhà tôi thì chị phải đến mà để xin Đức Quỳnh Vũ Trụ, để coi những mình có làm lỗi gì cho ngài, để mà ngài thâu nhận mình lại đó. Nhưng mà chị cũng nói là chị nấu một mâm cơm cúng của quyền đúng không? Có. Lên tới đó mà chị nói đi như thế nào chị kể cho lại cho tôi nghe lần nữa. Đấy nhỉ.
thì nghe mà anh An nói vậy thì tôi cũng nghe lời, sáng tôi nói mâm cơm cũng nhớ nghe. Nói chung là đó giờ miễn tôi đi đâu tôi cũng nói mâm cơm trình của Nguyễn cho ông chồng tôi cũng biết nè. Tôi dành rồi đầu lên xe chồng tôi mới chở tôi qua Hòa Hảo, đặng tôi đợi trước mặt cái thầy bên Tố Đình á, là đặng tôi quỳ tôi có lại hồi đó tôi hôm đó này không lại được, nhưng mà qua đó gọi là tôi lại 108 lại một xanh luôn nha, lại sám hối nha. Thì lúc lên xe đi đó ha, là dọc đường tôi muốn trở lại không mà tôi gắng niệm Phật đặng đi chứ không trở lại, tôi buồn ngủ. Tôi ngồi sau lưng ông chồng tôi mà cái đầu tôi ngủ gục gục vậy đó, mà qua đó tôi tỉnh táo luôn, tôi lại rồi tôi khỏe đi về thấy khỏe là 80%. Rồi tôi xuống Tô Đình cúng rồi về. Ở Tô Đình không có cho lại, xin lại không có cho. Thành ra tôi xá đức thầy bốn lại, cũng như con tên gì hỏi gì đó, con lỡ mà cũng vậy đó thì xin tay lên là... của đức Phật để từ bi cứu giúp lại con. Tính ra là tôi nói là những người mà kêu bằng tên nặng mà chị rồi, cũng chưa nặng mà chị vậy cũng quý rồi, tại vì tôi nói là những người mà bỏ đến ngày mà chị không bỏ mà vậy là tốt rồi, tại vì những người bỏ là tôi biết sao không? Muốn cho những vị bỏ này là đến với ông Đức Quỳnh Vũ Trụ để mà sám hối á, rồi xong lên đây đó, thí dụ chị lên đây chứ không là những người vậy lên sân xong đây là tôi mới là cũng như là tặng cho chị biết cái tổ thầy của mình hiểu chưa, rồi xong lên đây là tại vì tôi chẳng qua tôi cứu giúp cho chị để giải tán cái phần này ra thôi chứ còn như không phải mà thành ra là muốn chị là phải biết là tổ thầy của mình, cho nên vì chỗ đó mà làm cho nó cho nó vô một trúng cái một cái khớp của về tâm linh vậy đó hiểu chưa, cho nên mà nếu theo qua lực đó là phải nhận tâm mắng, là phải niệm theo cái chú của ông quá nha, chứ không có được niệm Phật á. Tôi nói thiệt cái chị hen, từ nãy giờ tôi nói thiệt như vậy á, chị nói chuyện mà từ nãy giờ nói thiệt đồng hen, nói này óc ác tôi rảnh mà sao mà tôi bây giờ tôi muốn ngồi thiền luôn á, từ nãy giờ nó có một sức mạnh tâm linh tôi đối diện với chị. Tôi nói thiệt chứ tôi nói chuyện giờ tôi nổ óc tôi nói cho chị biết á, cho nên là cái phần của chị á, cái phần của chị á, chỉ có tôi nói thiệt chứ ở thầy bà thế gian này không bao giờ mà rớ vô nổi, chỉ có người có thiên triều của cha thôi, nói cho chị biết. Bây giờ rồi. Tôi nói mạnh á hen, bây giờ tôi giỡn óc tôi này hen, tôi nói thiệt hen, nói cho chị biết từ nãy giờ mà chị nói mà tôi thiệt chứ là tôi muốn định thần, tôi thiền định đó. Nói cho chị biết bây giờ nói là nói không phải là y như nói nhưng mà nói thần lực của cái ngày luôn á. Cho nên là tôi nói với chị nghe nè, từ nãy giờ mà tôi này cái tôi đối diện chị á là kêu bằng là nghe tôi con người là nó muốn khác á, nhưng mà tôi thấy cho nên là thôi cái gì mà biết rồi á, thì cha mẹ cất đắng á, sẽ cứu độ chị chứ không á. Chị khó vượt qua lắm, tôi nói cho biết á, tại tôi biết tôi đạt luôn cho nên tôi buông hết, mà nó an lạc lắm trong nhà hen, bất cứ tiền bạc hay lại mày làm mà tôi không có quan mà không nghĩ, mình nghĩ mình chỉ cứu linh hồn mình để mình được giải thoát. Tùng để ý anh đây thì các em thấy đây, từ hào mà em quay em chưa có, anh chưa có ngầu mà anh muốn mà liêm như muốn định luôn vậy nè. Nói thiệt đó, từ nãy giờ tôi đối diện chị mà khi chị kể về cái vấn đề của đó à, tôi nói chị trong cái thế giới vô hình mới quý vị không có hiểu rõ đâu, nó ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Cô bạn tôi đang cổ về, cô đi về... cổ đi bệnh viện một tuần lễ đó mà tôi liều, tôi ở nhà tôi quyết tâm niệm Phật tôi không đi, chứ theo như tôi đó là không có gan lì mà niệm Phật đó, mà cũng như nghĩ là bệnh đó là đi Long Xuyên nằm từ một tuần lễ chứ hết bệnh, chứ bệnh của tôi nó nặng có vậy đó, mà tôi quyết tâm tôi niệm Phật từ bằng mồ hôi sức là ước mình tôi không đó, tôi không đi bệnh viện đó. Để tôi biết tôi không phải bệnh của bệnh viện cho nên tôi không đi đó. Thôi thì ráng giúp cho chị về thì xong về chị cứ tu trước đây, mình sau cứ tu vậy, cứ thiền rồi với có cúng lại gì đó, có các chị sợ là lòng thành của chị bỏ không ngưng tu rồi cắt đắng thôi không, chứ còn mà rồi tới đây thì tôi sẽ chúc tôi sẽ lập đàn để cho cha mẹ và cắt đắng trên đó để giúp cho chị, tháo gỡ cho chị cái phần tâm linh đó, cho chị về trên đường ra tu cho kịp trong cái kỳ này. Còn ông xã của chị bệnh ung thư thì
Cái đó thì tôi cũng giúp nhưng mà chưa dám nói trước tùy duyên. Dạ. Có thể tại vì các đấng cha mẹ các đấng làm chứ tôi cũng không làm. Dạ. Hiểu chưa? Tôi chỉ qua trung gian thôi. Đó, nhưng mà tôi tin rằng người hiền sẽ được cứu. Dạ. Ha. Đó, người hiền sẽ được cứu. Tại vì cha nói chỉ cứu người hiền thôi. Đó. Hiểu không? Em bình thường là em niệm Phật đó, là gơi niệm Phật rồi đó, là trên trán em thấy vậy đó, là em phải nhớ là niệm Phật đó. Mà bắt đầu mấy tháng này là người em không có cúng lại luôn. Chồng em nói nè, mày tu gì biết rồi giờ mày cũng cúng lại mà nói tới trả lời con, em cự làm dữ lại giống luôn chứ không phải như một lần đâu. Nhưng mà cũng sẵn sẵn đây thì cũng thông báo cho tất cả quý vị cộng đồng mạng cho mọi người biết ha. Từ đây tới khoảng mà mùng 10 tháng 3 đó là còn 6 ngày nữa. Tới đây mà Phật Lạc Dương đã xuống thế lập cái Bát Quái Đồ Trận Tại Thế này thì cho nó vận hành trong cửu trùng thiên và hữu hình vô vi, thì tới đây là tà ma quỷ quái sẽ bị thâu hết tất cả luôn. Thằng cháu. Cho nên những vậy ai đây mà nước nè, có giỏng nào nào đây chơi uống nước nè. Cho nên là những ông bảy đưa cho nó. Những người nào mà lạc đường lạc lối á. Uống nước này đi về cho mạnh khỏe nè. Không à, để em lấy cái ly này đi mới luôn. Những người nào mà lạc đường lạc lối á là có nghĩa là không trở gót lợi thì muộn rồi, không cầm kịp nữa. Ai mà tới ai nếu mà quay đầu lại tới đây á, quay đầu lại mà cái hướng dẫn cái clip mà tôi đã hướng dẫn á cho thằng Tùng á là tới ngày đó mà lập cái bàn mà hương án á, giữa tờ ngày mùng 10 đúng 12 giờ thì coi trong cái clip đó. Mình đặt trước ở nhà mình hay không? Thì coi trong cái clip đó đi. Dạ. Hen. Rồi đặt giữa nhà mình á. Tại vì là trong đó là không phải cái bàn hương án này của tôi kêu là như mọi người, mà đây là kêu bằng là lập theo cái Bát Quái Cửu Trùng Thiên, là trong cái du di tôi đã sắp là một dĩa trầu cao theo Bát Quái Cửu Trùng Thiên đó, 72 lá trầu cao á, trong đó đó thì coi trong đó đi rồi sẽ rõ. Nhưng mà những người nào mà để chi ông để cứu những người nào mà quay đầu lại kịp lúc giây phút này là giây phút thiêng liêng, mà để trễ qua ngày mùng 10 là kêu bằng là không còn nữa, tà ma tới đây là không còn, trên Bát Quái Đồ Thiên mà khai ở dưới thế này là không còn nữa. Nói cho biết luôn. Em đang nằm niệm Phật mà em còn mở mắt nghe. Em nhìn thấy từ ngoài trước đi vô là cũng như hình một người đàn ông đi vô mà ông kiểu như bận đồ giáp trong phim vậy đó, mà kiểu trên này có cái sừng đưa con trước chứ hai bên tay này cũng hai bên tay có hai cái sừng mà đi vô mà không có vô cái như cái mờ cái giường. Cái em đây là đi phát từ đây đi tuốt mà hè luôn, tại vì em đang công phu niệm Phật mà em gặp anh niệm Phật mấy cái luôn. Lâu chưa? Cỡ tuần lễ rồi. Thấy cái gì đó hả? Ừ. Rồi vô bận đồ áo giáp hả? Như kiểu đồ giáp vậy đó. Áo giáp hả? Ừ. Mà em còn mở mắt nghe. Mà bự con không? Bự con đi vô hả? Đi phớt đi cũng như cái em mà, cái giường em đây cái đường của bùng đi đây sao đây. Mà hôm nay nhiều người coi clip đó, điện lại anh nói là cứ thấy thấy có một người bằng áo giáp đó vậy không? Bằng áo giáp. Nhiều người điện thì tôi không dám nói nhiều. Như mà áo giáp như màu xám mà cho mình như vậy đó, như màu xi măng vậy đó. Có cái chị ở dạ, đứng sau hè chống có chị mà đại bên tre điện lại tôi thì nói sao tôi ngủ tôi coi clip quên nữa, tôi ngủ thấy ông đó bận nguyên một đồ giáp lớn như này, lớn như bự người lắm. Bự lắm rồi vậy đó. Mà lúc em đang mặc em mở mắt luôn chứ chưa ngủ nghe, nhìn thấy đi ra tới ngoài em rồi đứng chống mạnh rồi đi luôn à. Hồi đó em sợ ma lắm, nhà em bước vô trong như gì tối trong buồn chưa dám vô, mà từ ngày em mặc cúng lại vậy hen. Nói thiệt chứ Quỳnh hen, là nhà em đi hết trơn, ông chồng đi hết bệnh rồi con nó đi về bên vợ mình, anh ngủ cũng không sợ luôn. Tại vì niệm Phật chân chính là không có còn gì để sợ chứ. Nhầm khi mình tự muốn thấy luôn á. Vậy là chị có duyên, vậy là thâu cái gì bằng áo giáp đó cũng như là mình gọi như là Long Thiên Hộ Pháp đi đến cũng chắc phổ quá độ chị rồi hay gì đó. Dạ. Mình cho đi. Tại em niệm Phật chân chính lắm.
tại vì còn thức không cô? Mở mắt luôn, tôi con tại vì cô, tại vì những gì bận áo giáp là thiên môn chuyên môn là y như những gì bao giáp ngày xưa tổng là gần hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca đó. Dạ, đúng rồi. Mới vậy đó. Tôi mở mắt luôn mà. Đúng rồi. Những vậy đó kêu bằng là tà ma sợ lắm. Dạ, dạ, từ ngoài vô nhà tôi gọi đi ngang cái mùng tôi gọi đi luôn, tới sao đứng hơi rồi đi. Tôi mở mắt luôn mà. Bây giờ thì cô kể một cái chuyện mà cô gặp cái ông ba nào đó, cô kể rõ thằng đọc. Ờ, gặp Quynh Ba Lực đó hen, tại vì Quynh Ba Lực nói chuyện dễ thu hút lắm. Ừ. Nói như là tu á, là tại vì cũng như là đời chưa tới đâu nghe. Dạ. Yeah. Còn từ 23 này là tới 41 năm nữa đời mới tới, là cũng như còn sống tới thời công nghệ 41 năm rồi ông Guma ông về mới cắt thiền am đó rồi đầu rồi mới dạy theo cái pháp môn đó của ông á, làm mấy câu thông cùng thượng đế mới về trời về cha được đó, ông nói vậy đó. Dạ thưa cô, là ông Guma đó ở đâu vậy cô? Ông ở đâu bên Campuchia đó. Dạ, yeah. Nhưng mà ông Ba Lực ổng có rủ hay lôi kéo gì cô không? Không. Dạ. Dạ. Thì cô gặp ông Ba Lực khi nào vậy cô? Gặp ổng bên Hòa Hảo á. Dạ. Thì ổng nói là cúng gì? Nãy cô nói là kêu mình cúng cái gì? Ổng mà một lần cơ. Không có cúng nhưng mà những người bên đạo ổng á là phải nhận tâm ấn. Phải niệm theo cái chú của ổng. Mấy câu mà một lần gặp đó chị gặp như vậy là có cái kênh nào quay không? À, ông đang ngồi cái thằng nào nó quay cái thằng có mắt lộ lộ đâu trên gì nó quay mà bị tôi không có ngồi chung nghe, bị tôi ngồi bên bạn đây với người bạn kia, hình như có thằng nào quay chạy lên hay gì lắm đó. Không, tôi không có đi sao quay. Dạ. Ừ, đại mình mới gặp lần đầu mà ông nói chuyện rồi mình hỏi thăm đi thôi chứ đâu quay. Dạ. Thì cô gặp ông lâu chưa vậy cô? Cũng 3-4 tháng rồi. Dạ. Hồi lúc lễ rồi tới giờ đó, đi lễ rồi gặp nó. Dạ. Mình hỏi thăm vậy thôi. Nhưng mà cứ từ khi cô bị bệnh vậy là cô có nghi ngờ gì không vậy cô? Nghi. Tôi nói tại sao đó, giờ tôi niệm Phật chân chính mà tại sao tôi trong mình tôi bệnh gì? Với hơn là tôi nghi là tôi bị cái gì thôi chứ không bao giờ mà tôi bệnh. Tại vì tôi uống một ngày 2 lít nước. Tôi đi đứng nằm ngồi không bao giờ tôi buông niệm Phật. Thì làm sao vô được, trừ ra cái người đó là cái hạnh của người đó tu tà mà cao hơn tôi mới hốt được tôi. Tôi tự suy nghĩ gì luôn đó. Dạ. Yeah. Cho nên cái đầu cái tôi ngồi thiền cái tôi thấy có một luồng khói đen phớt ngang mặt tôi, gì cái tôi nằm xuống tôi nghĩ niệm Phật. Tôi sợ, tôi sợ tôi quá gặp ma. Cái đầu tôi nằm xuống tôi niệm Phật, cái tôi thiêu thiểu, tôi thấy là như nhỏ người con gái nói chuyện như kiểu mà cái khuôn mặt của cháu mình vậy đó. Cái nói tôi sao không niệm Bát Nhã, mà tại sao tôi lên ông Sáu, tôi hỏi ông Sáu chứ sao tôi sáng vậy niệm Bát Nhã là gì mà ổng cũng không có dạy cho mình, ổng không thinh đâu, mà sao tôi về luôn tôi cũng niệm Phật luôn. Bởi trong đầu của tôi á, tu là phải có một vị minh sư chỉ cho mình có đường đi đường về. Nếu tu dốt mà niệm Phật vừa hoài biết sao đi về. Nhưng mà mình nghe ông Sáu lên biết ông nói là dưới có lên ổng luôn, ổng chỉ niệm Phật lên chán thị nào ngay cái hạnh đó. Nếu mà tu mà theo kêu ông nói đen, tu rất là cao. Tại vì tu buông bỏ được hết tất cả mà tu niệm Phật lên chán được. Tu niệm xấy chán luôn nên có phải giống chơi rồi. Chính là cái căn của chị nhưng không là tôi nghe là chị bị lún sâu vô trong cái. Dạ. Tôi niệm Phật vậy đấy. Vậy là cô lúc cô đang ngồi thiền là cô thấy có một cái người nào đi vô phải không? Cũng như cái người đó là bên tà đúng không cô? Không, tôi không phải không thấy nhưng mà tôi ngồi thiền. Cái bóng à? Bóng đen không? Bóng đen. Không bóng đen mà khói. Khói đen. Khói đen. Khói đen. Tôi nào chứ? Có nghĩa là chứng minh rằng cái lời của chị phải nói có lẽ là chị thấy khói đen mà chị không bị xâm hại là chị có người hộ bảo vệ chị. Tại vì lúc tôi ngồi thiền là có tại vì có cái mặt chú, tại vì cái mặt chú của tôi là của Đức Phật Thích Ca để lại. Biết không? Dạ. Những người thiền định mà bị vướng vào đó càng chết sâu nữa. Có thể là bây giờ là khẩu quả đi coi đi cùng trong coi yên thể nằm ngồi cái chuyện được tỉnh táo. Bởi vì cô mới nhận được là có người kêu niệm Bát Nhã đó. Người gái có tiếng có tiếng người kêu tôi sao không niệm Bát Nhã thì tôi nói tôi cũng dốt nghe, tôi nghĩ niệm Bát Nhã là niệm Phật cái gì thôi tôi niệm Phật luôn.
Rồi cái lần đó tôi lên núi thì ông chồng tôi, ông lên gặp ông Sáu, ông gì ông la quá, tới giờ tôi không có đi lên nữa. Là thấy khẩu đen lâu rồi phải không? Lâu rồi, cái tôi hỏi ông Sáu chứ tôi thấy nói vậy đó, cái câu bắt nhã sao ông không tin, ông không dịch cho mình nghe, nó thôi tôi về nhâm phật. Còn thấy cái ông Phận đó, ông giáp là mới đây phải không? Mới đây, tuần lễ mà bữa nay. Vậy là cô cũng như là có một cái sự nhiệm màu gì đó, gặp được cái người áo giáp và cũng như gặp được Long Thần Hậu Pháp người ta bảo vệ cô rồi đó. Tôi nằm bên ngoài, tôi mấy hôm nay tôi thiệt với huynh đen là tôi nói là có thể tôi chết từ mừng mới chết luôn. Tại mà sao mà sao mà tôi lên tôi tính thiết về pháp vậy thôi mà sao tính sao tôi, nhìn tôi tin tưởng tôi mà đi vậy? Tại vì huynh có nói mấy câu là trong Bát Nhã đó, trong Phật với mấy cái câu mà cũng hồi đó mẹ bác còn sống bác có nói, tôi mới nhớ với cậu hai đó, tôi mới má tôi nó cậu hai nói với cậu tôi đó là ông tu đạt pháp là mở thiên nhãn đó nghe. Rồi với hồi đó là ông nội ba tôi kêu, ông nội tôi kêu sao ông cấp hả gì là tu theo Đức Phật Chùm, là ông Cốc tôi đang ngồi bên đây đó, là ông Đức Phật Chùm thảy cái nón lá đi qua đó nói chuyện với nội tôi đó, rồi ông nội tôi cho ông ta thuốc, nội tôi làm bệnh, cho nên là bên cái gánh họ bên nội tôi là cái gốc cũng lớn lắm, cũng nhiều người tu đắc đạo. Còn má tôi ăn tương tu lần chủ, nhưng mà cái lúc bà gần chết bà cũng biết chức hết trơn, bà nói hết trơn vậy đó, cho nên mình cũng nhờ từ chỗ đó tôi tự suy nghĩ vậy đó nha. Tôi tự suy nghĩ vậy đó nha. Này có nghe chị kể là thấy ghê không Tùng, phải nói là một khấu đen vô mà phải là có những gì trong vô hình bảo vệ chứ không có là chết liền. Cũng tôi đang ngồi thiền phải không, bởi vì ông chồng tôi nói mày giờ mày hung dữ mày tu cái gì giờ thấy mày không cúng lại luôn. Tôi nói với anh hen là tới bàn thờ là chán dán mặt mày liền, rồi bắt đầu tôi đi đứng ngồi niệm Phật luôn, tôi không cúng lại nữa, không biết tôi. Mà cái bữa mà anh nói đi qua để là nó chuyển bảo. là chuyển cái tâm của chị là cái bằng là sân si luôn hả? Sân si luôn, nhưng mà tôi kìm hay lắm em, tại tôi còn con đường niệm Phật, đâu tôi niệm Phật để kìm lại được. Rồi tôi đi nghe là anh này đi qua Hòa Hảo là tôi đâu có lại được đâu, mà tôi qua bển tôi quỳ tôi giái rồi thế, rồi mà tôi tại ngồi ngay chân hình đức thầy là mà tôi lại 108 lại bình thường luôn. Đi ra về là phẻ ghe không có vụ, mà lúc mà ông chở tôi qua tôi đi bùng cái này nha. Tính ra thì chị cũng không phải, chị cũng không có phản thầy mình, nhưng mà tại vì do nơi chị vô tình mà chị gặp cái chướng ngại này. Phản là có nghĩa là bỏ thầy mà đi mới vừa phản đó. Còn cái này là vô tình đó Tùng, vô tình nhưng mà vướng phải, có nghĩa là mình vô tình mình gặp vậy là nói về hiểu rồi được chưa? Mà vậy là nguy hiểm quá anh, tại vì mình như vậy là bên đó nó mạnh lắm. Mạnh. Bởi vậy nói mạnh mà nó vô tình. Vậy là có nghĩa là cô tự tin là nói gì cái phần bên đó đúng không cô? Tôi nói như mình vô duy là mình phải kìm, mình gắn, mình bật chi. Cái này thì cái phần này trước đây tôi cũng nói mà điều tôi cũng chưa có phải cũng đã ná, tôi cũng từng có lên clip một tuần tôi nói. Trước đây là tôi tu là nhưng mà mình cũng được cha mẹ trên bảo vệ, cho nên là y như chị giờ ngày hôm nay cũng giống y, nhưng mà cái bước trước kia tôi đi vậy là mất gì mà vô ngồi thiền á, là tự nhiên mình muốn ngã vào á, là tự nhiên nghe người ta nói ngoài là nghe đây sân si rồi muốn nóng rồi muốn đi kiếm người ta nè, bắt thơ văn bắt nhạc rồi này kia là nó đúng rồi. Nó bực mình á, bởi vậy thôi, do đó là cái tâm mình là muốn lạc vậy đó. Sau này cứ tự nhiên mình làm rồi mình hối hận lại, mình nói tại sao mà mình tu mình còn cái vậy đó. Tôi từng nói vậy đó, đó. Rồi tới chừng sau này chị tôi cũng y tôi đã vượt qua chỗ đó rồi, sau này giờ có nghĩa là ngầu thiền người ta bắt kệ người ta vậy đó. Bắt nhạc kệ ta vậy. Tôi biết nên tôi lên trên tôi ra chợ tôi bán nên mà bà tôi bị bà đó chửi hai lần ha. Tiểu sao Quynh có phòng tôi đằng sau ha. Ông mệt ông đi ra ông điện xe tặng tôi có về. Có làm giọng không? Đó. Nó là ông thì Quynh biết rồi, Quynh nhìn Quynh biết rồi đó. Tôi giờ là như là nó giãn ra rồi này rồi nè. Lúc nãy tôi nói vậy cái là tôi nghe con người tôi bần thần là tôi muốn tôi không muốn chị nói chuyện mà tôi muốn định thần. Mạnh bên đó mạnh, rất là mạnh. Chỉ lên được tới đây là dữ lắm, chỉ là có người đúng rồi. Có nếu người mà gặp người khác không đi được đâu, tại lúc đi lên xe rồi nó buồn ngủ nó làm biến, nó không muốn lên xe đi nghe không có lúc lên xe đi là tôi ra tính ra nói với chồng tôi thôi, tôi không đi tính nói luôn đó. Chỉ có Long Thần Hậu Pháp mà trong bụng tôi quyết tâm là niệm Phật phải đi tới Vinh điện quen quyết tâm phải đi nghe, chứ lúc mà xe gần ra tới là vì tính không đi nữa làm biến. Thì cái tôi nói dâu tôi nè,
chắc nó lợi mày xấu sẵn đi rồi sao làm biến nhát thị mày. Tôi nói với giao tiên rồi tôi bước vô tiên Phật, tôi nên mặc đi, trong bụng tôi là phải đi, cái đầu tôi tự nghĩ phải đi mới được, là đi lên xe rồi đấy, thức không còn ngủ cùi cùi ha. Rồi tới nhà nhỏ em chồng tôi là bên trên Bình Dương, rồi thằng cháu nó đưa lên đi giùm đấy, là tới đó đầu giấc sáng tôi là mê luôn, nó bẻ mình bẻ mẩy tôi là nó cứng từ cái vai này tới cái lưng cũng như kiểu mà bệnh nặng lắm gì đó. Rồi bắt đầu mà phải mình bệnh trúng gió bệnh gì thì nó rủ việc nó nằm la liệt chở đi Long Xuyên đồ này kia nằm, còn hỏi huynh chứ gì chút xíu chưa nè, nó làm mình chút xíu chưa nè, mà mỗi lần nó làm anh gọi là hai cái vai này nó nặng nó chì với cái lưng nó thiệt giái cho ai lại mà đấm vô cái thiệt mạnh không cho nó chết hay sao. Mà tôi mà cương quyết em, nếu như người khác đen là có thể chết từ 10 ngày trước, tại vì lúc đó nó làm ngặt mình dữ lắm, nó làm cơ bằng mình không có tả được nha. Tại cũng như là nói thẳng như anh là dở chết dở sống luôn, nó kỳ cục á. Nói thiệt chứ nếu mà chị mà không có người mà bảo vệ hộ tỳ á Tùng, giờ này coi chừng mà tan đúng luôn tan nát luôn á. Tôi nằm niệm Phật đen là cái mình tôi hôi ướt áo tôi chung ra ở đó. Mà người ta bị khống chế luôn. Y gan vậy lắm, thực tế luôn. Thực tế. Trời ơi, thiệt á. Quý vị ơi. Tôi nói thiệt cái chú tôi ngang ngược. Chính vô rồi mới hiểu. Đừng đi sâu vô đi rồi mới biết. Hồi đó giờ đừng ai nói bùa nó niệt ha. Còn bùa mà thí dụ bùa niệt mà của cháu tôi đồ lên mà nó làm trong nhà tôi kia là tôi biết luôn, không biết nó làm bùa, nhưng mà phải mình hay nghe, nhưng mà mình biết phải có bùa nhưng mà không bao giờ vô được. Nhiều khi nó lên tới má tôi biết luôn đó, má tôi bá tu nghe. Phải cái đá nữa lên làm bùa không. Nhiều khi má tôi nó coi đó, mà tôi cũng lúc đó tôi cũng chưa niệm Phật chân chính, chưa niệm Phật luôn, mà tôi cũng không sợ nó, tôi không có sợ bùa nữa chứ không hồi đó giờ vậy. Còn mấy ông này thì ngang ngược lắm, không bao giờ tin bên cái pháp đạo pháp mình đâu. Nhưng mà em thiên ổng dữ lắm, lên đây để cho nếu mà huynh nhìn thấy đủ duyên. Ảnh cũng đi làm phước phải không? Ổng mà trời ơi, ngoài đường ai làm gì có nói chung nói gì nó câu một đi. Thí dụ như là cơm trong nhà nấu chín rồi mà trong nhà sẽ sang ăn thì ổng bưng ra đưa ta ăn nó không có lòng tốt nha. Thì tôi nghĩ vậy ổng mới có phước sống tới giờ, cho ai ung thư mà sống tới giờ. Nhưng mà ngang là nhiều khi ngang là người ta ngang theo cái chánh tính của người ta đó, có nghĩa là ngang có nghĩa là người ta không tin thầy bà, không tin gì hết. Đúng rồi. Mà chứ không phải là con người ngang, mà ngang là người ta tin cái người nào người ta cái ấy đúng là hoàn người ta tin chứ không phải mà đụng đâu tin đó không. kiểu ngang vậy à. Chứ đã ta có lòng tốt ta thương người là có nghĩa là ta cũng biết là trời Phật rồi. Thì nói chung mà ai cái gì là ổng có như ổng đau vậy đó, mà gần chết đó mà ổng qua ổng thấy cái chỗ bà kia ở cái sàn nước nó đang điệu vào hàng ngày qua kiếm tính cắt gì mình nước tôi mới la làng, tôi không cho ổng nói tôi ác. Tôi nói đi nè, thí dụ như bây giờ mà ông nói chị Sáu không có gạo ăn, tôi đưa cho ông chục cái gạo nấm gạo đem đi Sáu ăn. Còn chị Sáu nói đau không tiền đưa 100-200 trong đem đưa cho người ta uống thuốc. Chứ bây giờ ông biết mạch máu con là một thằng ung thư là đã tới thời kỳ cuối thứ tư rồi. Mà cái cây búa ông đóng vô cây đinh là phải đóng cho mạnh. Rồi ông biết rất chiều đó, nhưng khi ông gục tại đó rồi ai trở tại kịp. Tôi nói đúng không anh, mà ông còn đòi tôi không la làng bữa ngày kia là ông tắt cái thằng nước nhìn tan sống nổi. Ông nói trong mình không phải vậy đó. Mà nó hành không có giờ có giấc. Nhưng thứ đó thì tôi cũng như bên mình niệm Phật thì mình biết hành có giờ có giấc. Nói với anh vậy luôn đó. Còn mấy ông này nó không có tin, nó không nghĩ là đau bệnh này là phải đi bác sĩ mổ xẻ là uống thuốc cho hết, chứ còn bên đây là không có. Giờ nói chị nghe như này ha, tôi là thôi vì chị cũng có cái duyên với tôi lên đây thì họ còn một cái hữu duyên rồi tôi cũng trả lời chị là tôi giúp cho chị, nhưng mà tôi không phải thầy bà. Yeah. Không có giống như mọi người khác mà biết làm thầy bà. Biết. Mà cũng là đây cứu giúp cho anh chị đây, cũng không có dính tới tiền bạc gì luôn. Yeah. Nên nhớ rõ, tại vì trước đây tôi cũng đã từng tôi treo bảng mà cứu người không có ăn tiền, mà cũng nhưng mà chỉ cứu người hiền đó, nhưng mà người đủ duyên chứ không phải. Nhưng mà rồi xong rồi hết là ở đây cũng thông báo cho các cỡ là quý vị trên cộng đồng mạng rõ là chúc lên là tôi sẽ lập đàn, là chỉ lập đàn á, lập đàn xong là tôi chỉ một ly nước vậy nè, tôi luyện cha mẹ đó ban cho
em biến thành ly nước cam lồ tánh thủy, chứ không có mà cái vấn đề mà mê tín gì đâu. Mà trong khi đó là ly nước này tôi chỉ đưa chị uống thôi, chứ tôi không có mà làm cái gì hết chị. Rồi, hết biết. Phải hiểu rõ chỗ đó. Dạ. cho nên là ly nước này nó có quyền diệu hay không là chỉ có ly nước này thôi. Dạ. Cho nên nhưng mà chút mới lên trển là cũng báo cho cộng đồng mạng quý vị biết rằng là tôi đây là trong phần này tôi không muốn là cái phô trương trên đây, chỉ là chút mới tụng nguyện, chỉ là quay là tôi cúng thôi, chứ còn vẫn chỉ là 5-10 phút thôi, chứ còn biết rồi rồi quay tôi năm cúng 5-10 phút thôi. Chứ cũng không có mà không có cho mà không cho ai mà biết được là cái mà cái hành tôi là dạ, nước cam lồ tánh thủy này kia đồ. Dạ. Để cho mọi người biết rõ ha. Cho nên là cái này là tại vì tôi nằm trong tôn giáo với phần nó đây rất là khó khăn cho tôi lắm. Cho dạ, nên là rồi, tôi sợ nó là cái đường đi tới là tôi để cứu độ chúng sanh nó rất xấu cho tôi. Dạ. Nó để quý vị biết rõ. Cho nên là đúng ra tại vì cái hữu duyên gặp chị đây là với mà gặp là hữu duyên gặp tụng đây nữa, cho nên là cái hữu duyên này chính là những lời nói của chị để chia sẻ để cho giúp cho mọi người sau này người ta để ta vượt qua nhé. Cho nên là cũng là một cái phước chị. Dạ. Chứ còn tôi thì ai tới ai đủ duyên tôi thì tôi giúp, còn đủ duyên thôi nó rõ, chứ còn không có dính líu gì tới tôi á, nhưng mà tại vì đủ duyên thì tôi cứu. Dạ. Đó, thì cũng nói rõ cho quý vị biết rõ như vậy. Cho nên là tôi nói là tôi không phải thầy bà mà đụng này kia, thành ra không có mê tín gì đâu vấn đề đó. Dạ. Không có đụng gì hết đó, cho nên là tôi chỉ cúng lập đàn cúng cha thượng đế đó. Dạ, với tam giáo tòa cái đắng đó, thì ly nước này xong đó, thì cha trên thì mất chiếu quyền di thành nước cam lồ tánh thủy, thì quý vị uống vô đó nó vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Nói rõ nha, không đụng tới thân xác ai hết luôn. Dạ. Nói rõ nha. À, ông chồng em thì ông cũng ngăn được, em mới nói với ông này thôi đi ông ơi, giờ bệnh con thì mình cũng biết sớm chiều, nhưng khi không biết thấy thì, đây thì ông bệnh ông đi trước thôi, tôi trước ông thì ông cần biết, nhưng mà giờ ông đi một chuyến có đủ nhiều cái nhân viên, tại vì ông tới thời kỳ cuối mà ông vẫn cùi gùi, ông khác hơn bao nhiêu người thôi khác. Giờ anh về hang anh cũng bệnh, chị nó anh cũng bệnh ung thư này, cũng nằm dạng cũng gần cuối, mà nếu mà anh lên đây thì tôi nói anh là nếu mà hữu duyên anh uống ly nước này mà có cha mà hết á là một kỳ diệu. Cho nên sau này kỳ diệu thì nhưng khỏe rồi á, mình ráng cho làm phước giúp đời ha. À rồi. Ổng mà về phải hết rồi, ông chừng là em vẫn còn lên đây gặp anh lần nữa. tôi miễn sao mọi người mọi anh chị hết thì cứ giúp cho anh ta đi. Chứ tôi không cần mà quý vị mà ơn nghĩa gì đâu, mà tôi không có cần đó. Cần rồi cũng như là giúp người ta là trả ơn tôi á. Dạ, tại vì em nói giống nè, như giờ mình cái vấn đề tiền bạc thì mình eo hẹp, mà một tháng 2 lần 3 lần một lần từ dưới lên đây là về, là nếu đi khám bệnh không tính tiền cũng phải từ 1 triệu, chứ không phải dân chơi đâu, tiền bây giờ là khó. Cho nên em nói thôi giờ ông đi lên trên, anh nói ông đi coi cho trời phạt độ, tại vì ông ngoại ông hồi đó hốc thuốc cho người ta cứu độ, người ta làm bước không. Vậy là ông bà cuộc sống cũng khó khăn đó, bởi cho nên nói đi lên đây đi, quyết tâm lên đây đi, mình mai chung phúc thầy, nếu mà bề trên có độ, ổng cũng nói hoài, ổng nói ổng dám hết, mình lắm tương luôn bình thường nhắn nói hoài luôn đó. Đâu mình anh chị cuộc sống khó khăn mà mình vậy nữa, chắc có lẽ trời phạt cũng chắc cũng thương luôn. Hai chồng tôi khó khăn mà cũng chịu chơi lắm, cũng như thí dụ như tôi đang có 50.000 phải không, cái người đó lại hồi khổ quá mong 50.000 đưa luôn, về có 2 lon gạo đưa luôn, rồi chiều đó tôi nấu cơm khô ăn, cô tôi cũng nấu vậy đó, hai chồng tôi làm vậy đó. Bà xã ơi, bà xã, để đây bây giờ ấy đây chuẩn bị cúng hen, tắt đây rồi chuẩn bị cúng rồi. Chào quý vị, bây giờ Nguyễn An tôi sẽ vô tiến hành là lập cái đàn cúng Chí Tôn để thỉnh hồng ân của thầy mẹ ơn trên ban cho lên nước thánh thủy để cứu cho bệnh cho những vị dưới đây. Thì đây này, nói chung là Nguyễn An tôi thì đi trên bước đường này thì có nghĩa là buông bỏ đã kinh tự hết, nhưng mà gọi là mình đi con đường không chấp không cũng không chấp có, nếu mà thành ra là phải bài lễ cúng cho thầy mẹ để tỏ lòng thành cho cha
thiên với mẹ thiên trên chiếu điện xuống để ban cho nước cam lồ để cứu chúng sanh, cho nên mỗi khi mà cứu chúng sanh thì Nguyễn An tôi sẽ mới là cúng lại. Chứ còn Nguyễn An tôi là thường thường là không, lúc này là đi là cũng như tùy duyên không có cúng lại. Có nghĩa là, nhưng mà cúng là vì muốn tỏ lòng thành với cha mẹ trên để ban cho, để cứu chân nhân sanh. Cho nên là cái chỗ này là để sẵn đây Nguyễn An tôi sẽ nói cho quý vị biết rằng là đi con đường trung đạo, có nghĩa là không chấp không cũng không chấp có. Có nghĩa là những gì mà chấp không là bỏ, mà bỏ nhà cửa không có cần cúng lại, gọi là chấp không, bỏ đi lên non lên núi. Có nghĩa là không thờ phượng luôn đó, gọi chấp không. Như vậy nó còn kẹt, không chấp có là những người còn hộ tự. Cho nên Nguyễn An tôi cũng không chấp không cũng không chấp có. Có nghĩa là khi cần thiết thì dùng hộ tự, khi cần thiết thì không dùng hộ tự. Đó. Yeah. Nguyễn An tôi sẽ tiến hành vô. Nhưng mà cũng nói rõ quý vị em, chỉ là đây là hữu duyên để cho Tùng Nguyễn biết, là để cho Tùng Nguyễn quay đoạn là cúng chỉ 5-10 phút thôi. Chứ còn là những cái chi tiết mà tôi mà luyện nước cam lồ thánh thủy với mà, cho nên không có quay trên mạng này, cũng quý vị cũng thông cảm em. Chúc nó quay tới khoảng mà hết ba bài kinh đó là tam bủ là gần người hen, có hai ba kinh là nghỉ hen, nhiêu đó cũng đủ lượng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Phật dừng lòng thành lòng trong sạch tổng đầu thánh chân.